Chiều hôm nay công ty là tôi đã hoàn thành xong đến tập 27 trong series bắt trà xanh của chị Pơ. Sorry mặt hơi kinh tí bởi vì là mấy hôm trước đi nặn mụn vẫn đang kiêng cạo râu. Xong rồi tâm trạng của tôi bị trùng xuống lúc mà tôi nghe tập 26 ấy, thì chắc chắn một điều là hôm qua những bà nào xem tập 26 cũng sẽ có những cảm xúc tương tự. Tôi kiểu thương đứa con ấy vì tự dưng là bố mẹ tan vỡ và tôi dành một cái sự bực bội rất lớn tới ông chồng và con tiểu tam. Đầu tiên là về phía ông chồng, có thể tôi là người ngoài không ngó mủ ruột thịt gì nên là tôi thấy là ông này kiểu đang diễn thôi chứ không phải là thật lòng gì cả. Cái việc mà tha thứ hay không thì nó nằm ở quyết định của người vợ, còn chúng mình người ngoài thì xem chỉ biết là đưa ra góp ý kiến nọ ý kiến kia thôi. Còn về con tiểu tam nhá, tôi nói thật con này không phải dạng vừa đâu, với cái background học cấp 3 như thế và học đại học như thế xong rồi sang Canada học nữa thì tôi khẳng định luôn con này đầu cũng có sỏi đấy. Xử lý những cái con như thế này không phải chuyện dễ đâu nhá, bởi vì tôi thấy là chúng nó hay chơi bài chuồn này, tỏ ra là nạn nhân này và thao túng tâm lý. Bà nào mà rơi vào tình huống giống như em gái của chị Pơ này thì hãy lấy đây là một cái case study để cho chúng ta học hỏi theo. Và đặc biệt có một lời này phải nhắc tới tất cả các bạn nữ luôn, các bạn chỉ cần gọi là có một cái background học tập ổn, xong rồi các bạn phát triển bản thân, rồi thậm chí là vẻ ngoài các bạn gọi là chăm chút một xíu thôi, là đàn ông tốt độc thân vây quanh các bạn rất nhiều, không tội gì phải đâm đầu vào những thằng đã có vợ có người yêu cả. Cẩn thận nó là mất hết, thậm chí là sau này còn trả nghiệp nữa, bởi vì cái người tiểu tam ấy là gây ra đau khổ và sụp đổ vào một gia đình.